Đấy là bài thuyết trình Điện Biên Phủ trên không, nói về một chiến tranh khốc liệt tại Việt Nam. Đấy chỉ là một cái bài làm về trận chiến Điện Biên Phủ trên không. Hiện tại là mình đang khởi động trước để xem có một số lỗi gì không. Thế như vậy là ok rồi. Đầu tiên là nhân vật F 111 là khi máy bay. Đầu tiên là khi bấm vào lá cờ xanh sẽ ẩn khi nhân bắt đầu là ở phần sơ tát này. Có Con bao cho nhân người vật cam, là... con cho cá một con xuống một chút nào để nhìn thấy rõ mặt của con nào nhé. bấm vào nhật mật này là sẽ phát tín bắt đầu và ẩn đây, ẩn vô là có thể bắt đầu tất cả. Để áp một một thì liên khi nhận bắt đầu rồi thì sẽ liên tục đợi 2 giây đi tới điểm x âm 240 hoặc y 66 đến 180, nghĩa là nó sẽ bay từ thấp hoặc cao tùy hẳn. X là 240 để bay từ ngang ngang đi. Rồi sẽ tạo ra nhiều bản sao để bay ra cho mình bắn. Bắn thì tôi bắt đầu là một bản sao thì nó sẽ là hiện và lặp lại cho đến khi tọa độ x lớn hơn 220 sẽ di chuyển tốc độ F11 được. Đây, khi nhân bắt đầu thì đặt F, tốc độ của F11 là 5. Còn nếu như điểm lớn hơn 9 thì tốc độ của F111 xe quyết định sẽ chạy nhanh lên để không còn bị bắn. Sau khi làm tất cả cái này thì nó sẽ xóa bản sao của nó. Khi tôi bắt đầu là một bản sao nữa, nó sẽ liên tục chạm vào, nếu như chạm vào tên lửa SAM-2 thì bắt đầu âm thanh gì đó, nói chung là âm thanh nổ đây. Vì bắn thì mình sẽ cộng thêm một điểm và chuyển sang trang phục vụ nổ. Đây là các trang phục. Là nhiều trang phục vụ nổ. Lặp lại 10 lần và trang phục kế tiếp để tạo ra một cái vụ nổ chân thật hơn. Thì bắt đầu là một bản sao liên tục đời lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 3 giây để thả bom. Thả bom F11 này. Ở phần máy bay B-52 thì khi mà nhân bắt đầu rồi thì liên tục đợi 4 giây đi tới điểm X âm 240 và ý lấy ngẫu nhiên từ 66 đến 180 giống như giảm 11 bay bay đông được, nhưng mà giới hạn chỉ là 180 và 66 và 180 thôi. Với tao sẽ bạn rồi sẽ tạo bản sao của bản thân tôi. Máy bay B-52 sẽ ra lâu hơn máy bay F-11. Khi bấm vào lá cờ xanh thì sẽ ẩn lại. Khi tôi bắt đầu làm một bản sao thì nó sẽ liên tục đợi lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 5 giây để thả bom B-52. Thả bom B-52 đây. Thì tôi bắt đầu là một bản sao tạo, sau khi tạo bản sao thì nó thì sẽ có một cái cột là khi tôi bắt đầu là một bản sao hiện sẽ nó sẽ hiện bản sao của mình sẽ hiện, còn bản gốc của mình sẽ bị ẩn đi. Lặp lại cho đến khi tọa độ x lớn hơn 220 và di chuyển tốc độ B52 bước.
Góc độ của B52 là 3, còn điểm lớn hơn 9 thì tốc độ của B52 sẽ gấp 2 lên. Con đấy là xóa bản sao đi. Thì tôi bắt đầu là một bản sao liên tục. Nếu như chàng tên lửa SAM-2 thì phát âm thanh vụ nổ đến hết. Đấy là âm thanh vụ nổ giống như dập 111 vậy. Lặp lại 13 lần trang phục kế tiếp ẩn. Trang phục vụ nổ và bên 52 thì nó rất nhiều. Nhiều hơn cả dập 111. Nổ xong thì sẽ ẩn qua bên chân bê phòng. Khi bấm vào lá cờ xanh liên tục, nếu phím mũi tên trái được bấm thì di chuyển âm 3 bước, di chuyển qua bên trái. Đây, chuyển qua bên trái. Phần này là nó đang bị lỗi tại vì không chuyển sang trang phục này. Nếu như có cột 10 nhân nhân bắt đầu là nó sẽ chuyển sang trang phục. Cũng thử rồi nhưng mà hắn bị lỗi liên tục nên là bỏ đi. Mũi tên phải là di chuyển 3 bước để đi qua phải, đi qua trái. Khi bấm vào lá cờ xanh thì sẽ ra bê phóng. Đây là cái bê phóng, khi mà bạn xong thì chỉ còn cái này thôi. Nó đang nạp đàn kiểu đây 0,5 giây rồi sẽ chuyển sang trang phục bê phóng. Tức là 0,5 giây là nó đã nạp đàn xong. Khi bấm vào lá cờ xanh liên tục đi tới chân bê phóng và hướng về con trò chuột. Bởi vì cái chân bê phóng này nó đi phải, đi qua trái thì phải liên tục đi tới chân bê phóng để nó bám theo được cái chân bê phóng. Phải biết ra được cái bê phóng thân bắn ở chân bê phóng hướng về con trò chuột là đây, thân hướng về con trò chuột của mình. Tiếp theo là tên lửa. Tên lửa thì mình sẽ có các cột như là khi bấm vào lá cờ xanh liên tục, nếu phím trắng được bấm thì ta bản sao của bản thân tôi để mà bắn đó. Khi bấm vào lá cờ xanh thì nó sẽ ẩn và liên tục đi từ chân bê phóng và hướng về phía đối tượng là con trò chuột của chúng ta, giống bê phóng thôi. Để bắn cái hướng giống bê phóng thì nó mới chân thực được. Khi tôi bắt đầu là một bản sao, đợi đến khi đang chạm F111 hoặc đang chạm B52, đợi 0,05 giây xóa bản sao này. Có biết vì sao không? Bởi vì cái tên lửa của mình nó bắn xong rồi sẽ biến mất và cái máy bay nó sẽ nổ. Khi tôi bắt đầu là một bản sao hiện và lặp lại cho đến khi tọa độ y lớn hơn 150 hoặc tọa độ y âm 200, tức là nó có thể bay. Bay có giới hạn tầm y 150 đấy, 150 hoặc ở đây, hoặc ở đây âm 200 ở đây. Di chuyển 15 bước đổi kích thước một lượng âm 1,5, tức là nó bắn lên càng cao thì nó càng xa. Dạ bàn sao này. Về thánh máu thì cái bê phóng này nó cũng phải hư, cũng phải nổ nên là nó sẽ có 14 máu. Ở phần máu thì có ghi ở đây liên tục, nếu như máu bằng 14 thì chuyển sang trang phục cấp từ một, liên tục đi hao máu như thế rồi đến cuối cùng rồi phát tín thua.
Còn cái bom F111 ấy thì là khi bấm vào lá cờ xanh nó sẽ ẩn. Còn khi nhân thả bom ấy, thả bom từ F111 ấy đi tới điểm X lấy ngẫu nhiên từ âm 176 đến 220. Y là tọa độ Y của F111, là F111 nó sẽ bay lên và thả bom cái chỗ mà mình muốn thả, và tọa độ Y thì nó sẽ rơi cái nơi mà F111 bay đến. Chuyển sang trang phục bom F111, hiện lặp lại cho đến khi tọa độ Y bé hơn âm 130. Thay đổi Y một lượng âm 5 là nó sẽ rơi xuống rất là mượt mà. Rồi đến khi đang chạm chân bê phóng thì lặp lại 12 trang phục kế tiếp, ẩn thay đổi máu một lượng một âm một âm một, nó sẽ nổ ra những từng mảnh như thế này. Nổ anh sẽ liên tục chuyển qua trang phục đấy. Con bom của B52 thì cũng giống mà giống y hệt bom F11, tức là khi bấm vào lá cờ xanh thì nó cũng sẽ ẩn. Khi nhân thả bom B52 thì đi tới điểm X lấy ngẫu nhiên từ âm 176 đến 220. Và đổi ý của B52 chuyển sang trang phục bom B52, hiện lặp lại cho đến khi tọa độ Y bé hơn âm 130, thay đổi Y một lượng âm 5. Rồi để khi đang chạm bê phóng thì lặp lại 27 trang phục kế tiếp, ẩn thay đổi máu một lượng âm 1. Đấy là khi nhân thả bóng tự phần này như đâu ở đây. Phần này là khi mà bị tên lửa SAM-2 bắn thì nó sẽ nổ và không chạm được cái bề phóng của mình. Chúng ta có thể bắn nó hoặc né nó. Tuy phần này cũng giống y hệt như vậy, thân chỉ phát ra âm thanh. Như ở đây không có âm thanh. Đây, bắt đầu âm thanh đây. Đây là âm thanh. Victory là nếu như mình chiến thắng được thì mình sẽ nói lên chiến thắng của mình. Là khi nào điểm bằng 20 thì hiện lên và chuyển sang trang phục Victory. Đây là trang phục, đây là trang phục của Victory và trang phục của thua. Và thì chỉ có bạc, xám, đen, giống buôn bạc. Cái này thì nó sẽ luôn luôn có, bởi vì một chiến tranh thì nó sẽ không bao giờ kéo dài mãi mãi được, nó chỉ có giới hạn thời gian thôi. Nên mình Mẹ sẽ xin có cô cho con con thuyết trình cuối đi. thời gian khi bấm vào lá cờ xanh là Đi 30, khi nhân bắt đầu thì lặp lại 30 lần, đợi 1 giây, thay đổi thời gian một lượng âm 1. Đây sẽ giảm thời gian bắt đầu này. Đó, giảm thời gian sau 1 giây là nó sẽ giảm 1 giờ 1 giây. Nếu thời gian bằng không thì phải tin thua thôi. Đây, cảm ơn mọi người đã lắng nghe một bài thuyết trình về Điện Biên Phủ trên không. Có ai có một ý kiến gì không? Rồi, cảm ơn phần trình bày của bạn Giá Hưng nha. Bạn Giá Hưng làm có vẻ rất là công phu và rất là tỉ mỉ này, đúng không nhỉ? Rồi, cô với các bạn khác thử xem nào. Thử xem có bạn nào, các bạn có thể nhận xét bài, góp ý bài cho Giá Hưng ngày nào. Và nào không nhỉ? Đấy, cô thấy bạn đã rất là nói thuyết trình từng chi tiết một, từng nhân vật một rồi đấy. Rất là kỹ càng, đúng không? Rồi,
À, về phần thứ nhất là cô thấy về phần dự án á, là Gia Hưng không những mà đã làm tốt những cái chức năng cơ bản đấy, mà bạn còn làm được những cái chức năng sáng tạo thêm nữa, ví dụ như làm cho nhân vật là bề phóng hả, di chuyển đúng không, chân bề phóng di chuyển này, rồi có điểm này, có máu này, có thời gian này, đưa ra cho đưa ra được cái chiến thắng này khi thua cuộc này đấy, nổ này, rồi là phần gì, phần trang phục của vụ cả vụ nổ này làm rất là sinh động luôn đúng không, rồi thanh máu này cũng đã lập trình được này, cô thấy là bạn đã không những làm tốt mà còn rất rất tốt nữa đúng không ạ, từ những cái nội dung mà được học thì bạn đã thêm được nhiều những cái chức năng khác nữa đấy, và điều cốt lõi hơn nữa là bạn Hưng á, là bạn rất là hiểu rõ hiểu kỹ những cái khối lệnh đấy nhỉ. À, hiểu rõ hiểu kỹ những cái khối lệnh mà Gia Hưng đã làm được, lập trình như thế nào, chức năng nó như thế nào đấy, trình bày rất cụ thể rõ ràng đấy. Tuy nhiên cái phần dự án á là con đã làm rất là tốt rồi, rất là sáng tạo rồi đấy, là cô khen con ở chỗ phần bài làm của con đây, mặc dù là con cũng đang bận việc, bận cái một cái công việc đã là thi chuyển cấp lên lớp 6 nữa đúng không nhỉ, đó rất là khó và rất là, nhưng mà bạn cũng đã sắp xếp được thời gian và hoàn thành được dự án này rất là tốt, rất là xuất sắc nha. Đấy, tiếp theo thứ hai nữa là về phần thuyết trình đấy, về phần thuyết trình á, thì bạn Gia Hưng đã hiểu rõ các cái chức năng, các cái khối lệnh của dự án này đó, tuy nhiên thì con cũng không cần phải nhá, con không cần phải phải giới thiệu hết tất cả đúng không nhỉ, con không cần phải giới thiệu tất cả cột của các nhân vật đâu đấy, con chỉ cần nói tổng quan là được, là mọi người hiểu, ví dụ như con chỉ cần nói là chiếc máy bay này chức năng của nó đấy, là nó có thể bay đi từ bên này qua bên này đó, khi va chạm vào bề phóng là nó sẽ nổ ra đấy, và vụ nổ đó thì đã thay đổi trang phục đó, sau khi mà nổ xong á thì nó sẽ ẩn đi đấy, con chỉ cần nói tổng quan của từng cái chức năng, từng cái nhân vật thôi, con không cần phải nói rõ kỹ đọc hết cả cái phần cổ ra, nó sẽ làm cho con là sẽ rất rất mất thời gian của con này, và làm cho con là sẽ rất nhiều khi là nó hơi rối đúng không nhỉ, hơi lâu đấy. Rồi, đây là những cái phần nhận xét, thì lần sau con chỉ cần nói tổng quan là được nha Hưng nha, con làm rất là tốt rồi, con hiểu rõ hiểu kỹ rồi, nhưng mà phần thuyết trình á là mình rút ngắn gọn lại không, chỉ cần nói tổng quan nhân vật này dùng để làm gì, nhân vật kia dùng là làm gì, nếu va chạm thì dùng làm gì, thời gian mà hết thì như thế nào đấy, điểm thế nào thì sẽ được điểm, khi nào thì sẽ mất điểm, rồi thanh máu thì nó như thế nào thì mất thanh máu đấy, khi nào thì được tàng máu, và nhân vật di chuyển như thế này để né được cái đạn và cái bom rơi xuống thì như thế nào đấy, con chỉ cần nói tổng quan thế thôi, còn phần cụt như thế nào mình không cần phải giới thiệu cụ thể ra như vậy được nha, vì cô thấy của con làm rất là công phu này, rất là tỉ mỉ này, con đã rất là kiên trì làm rất là nhiều cột, xử lý rất là nhiều vấn đề ở trong này đó, mình mà nói ra hết cột á thì sẽ rất là mất thời gian đúng không đấy, mà mất thời gian là thời gian thật ra là tiếp theo là con sẽ thấy mệt trong người, nói nhiều mình sẽ thấy mệt đúng không đấy, đấy là phần phần của Gia Hưng rồi, ok.